Xin chào cả nhà, mình là Tấn Ân Antibiotics nha. Xin chào cả nhà nha. Có nhiều bạn hỏi cách đổi từ file DSF sang file Excel như thế nào. Thì hôm nay mình làm một cái video hướng dẫn. Mời các bạn và cả nhà theo chân mình để mình làm và hướng dẫn cho mọi người cùng xem. Nếu ai chưa biết thì làm nha. Đổi từ file PDF sang file Excel hoặc là Word sang PDF. Đây là một file PDF. Đầu tiên khách hàng người ta gửi cho mình một file PDF như thế này thì chúng ta không có thể mà chỉnh sửa thành một cái file của chúng ta. Ví dụ chúng ta là người Việt thì đang là tiếng Anh, chúng ta có thể là chỉnh sửa sang một file tài liệu, có thể mình gõ chữ tiếng Việt vào thì trang này nó không có cho PDF này, nó không cho gì hết, nó không cho làm gì hết. Đó. Thì chúng ta phải đổi ra thành Excel hoặc là file Word thì chúng ta mới sử dụng làm được. Thì cả nhà theo chân em đã làm nha. Bạn nào chưa biết thì theo cách của mình làm nha. Còn các bạn nào có nhiều cách hay hơn thì comment lên để cho tụi mình cùng biết. Ai chưa biết thì làm nha. Thì đầu tiên chúng ta vô Google đó. Chúng ta gõ dòng chữ này, cạnh vạch PDF đổi qua Excel nè. Đó, nó có nhiều, rất nhiều trang, nhưng mà tất cả các trang này đều là online và nó miễn phí hết cả nhà. Thì chúng ta chọn, em thì mình chọn vòng trang thứ hai này đi. Mình chọn thì nó ra cái cửa như thế vậy. Thì trong đây đây nè, mình click lên trên này là nó có tất cả các đuôi mình muốn đổi nè. Ví dụ như là DF đổi Excel. Đó. Rồi còn là Word đổi Excel. Hoặc là coi như là Excel đổi qua PDF, Word đổi qua PDF, rồi PDF đổi qua Word. Nói chung là Office chơi tùm lum tất cả đều có nè. Thì mình ở đây mình đang muốn đổi từ PDF sang Excel nha. Đó, thì mình mở này ra. Mở này ra xong thì đây nè, nó có muốn đổi tiếng Việt thì mình đổi tiếng Việt. Tiếng Anh và tiếng Việt nè, ai thích sai nào sai. Thì ở đây mình click vào là chọn để mình tìm cái này, để mình chọn tìm tới cái trang của mình muốn cần đổi. Thì đây mình có cái tài liệu là coi như là V1859 nè. Thì mình muốn đổi cái này ra Excel để mình chỉnh sửa theo cách của mình. Còn khách hàng thì người ta đưa lên thì nó không thể chỉnh sửa. Đó, mình chọn vô thì đây có file tài liệu. Rồi mình open thì nó tải lên phần mềm này, phần mềm trực tuyến này. Thì chúng ta đây, chúng ta chọn chỗ Convert to Excel nè. Convert to Excel thì nó ý nghĩa là coi như là đổi từ này qua Excel, PDF qua Excel. Mình click vào thì nó đang chạy. Đó, nó đang chạy. Nó chạy xong thì nó báo là có thể là mình có thể là download cái file Excel này về. Thì chúng ta bấm vào thì nó download xuống xuống góc màn hình bên trái này. Đây nó đang chạy nè cả nhà. Và đang mình chúng ta chờ nó chạy hết thì nó sẽ báo cho chúng ta là đây là hết. Đó, chúng ta click phải ra để chúng ta tìm là cái file của mình nó đâu, về chỗ nào. Hiển thị trong thư mục mà. Đó, chúng ta click vào để biết
là đó giờ nó đang là ở chỗ OC download này thì chúng ta đây chúng ta mở lên, chúng ta mở lên thì đây nó ra là trang Excel rồi nha. Thì chúng ta click vô xem thử, đang click vô đây. Cái này có thể là chúng ta thay đổi dòng đổi cột tự gì á, là nó đã thành trang Excel này, chúng ta di chuyển tùm lum chứ nãy không có thể nào làm được. Có thể mình gõ chữ vào đây đó, ví dụ như là gõ chữ tùm lum vào được nè đó. Thì chúng ta trọn quyền để mà sử dụng thành trang của mình. Còn tự gì khách hàng người ta đưa là người ta đưa cái trang PDF là người ta không muốn, người ta không muốn là mình phải chỉnh sửa lên cái trang gốc của người ta, nên mình chỉnh sửa lên trang của mình rồi mình vẫn lưu cái size cái trang gốc của họ đó. Thì trong đây đó tài liệu nó có tùm lum, ví dụ như là ngành may thì nó có thông số này, thì chúng ta có thể là thêm hàng hoặc lồng chữ vào, đưa tiếng Việt vào, làm các đủ trò, thêm hàng, thêm cột, thêm hàng đó. Ví dụ như là thêm hàng đi, thêm hàng đây đó, hoặc xóa xóa cái nào chúng ta không thích, ta làm thành một tài liệu vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh vào đó, để dịch ra để cho nhân viên chúng ta là nhiều khi ở chỗ sản xuất là người ta không có đọc được tiếng Anh thì người ta đọc tiếng Việt đó. Còn ví dụ như là lồng ở chỗ mấy chỗ này là ví dụ như hệ nhảy từ xe này cách qua xe này bao nhiêu đó, chúng ta làm vào để mà nói chung là chúng ta trọn quyền chỉnh sửa cái trang này thành trang của mình như ý của mình, để bên mình nhân viên của mình dễ làm sản xuất đó. Còn nói chung là hôm nay mình chia sẻ về cách làm từ trang PDF sang Excel hoặc là Excel thành PDF, nói chung là cách vấn đề để đổi trang. Có cái đuôi nào thì các bạn vô đó muốn làm thì xem lại từ đầu cái trang video của mình, và chúc các bạn thành công. Và các bạn xem thấy có hữu ích thì các bạn cho mình một like, một share, một đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nhớ là đăng ký kênh theo dõi, mình có video nào hay thì mình đăng lên thì các bạn đều nhận trước. Cảm ơn để xem. Cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Đó, như thay đổi các răng này nè đó các bạn đó, ví dụ như thay đổi, mình thay đổi tùy thích đó. Đó, thay đổi tùy thích. Chào các bạn, chúc các bạn thành công nha trong công việc.